dạ xin kính thưa quý vị khán giả chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với kênh tin tức của hiếu phan vlog trước khi vào nội dung cho hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe bình an hạnh phúc vui vẻ và thành công trong công việc còn bây giờ là nội dung chi tiết hiếu mời quý vị cùng nghe hiếu chia sẻ à Dạ, xin đến thưa vị khán giả đến với nội dung trong buổi chiều ngày hôm nay, Hiếu tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền An bên bộ vũ trụ, cũng như là CEO Hai Mướp, bà Nguyễn Phương Hằng, thưa vị. Thì à, trước tiên thì chúng ta nói về cái vụ việc của Thiền Am, thì mới đây thôi, bên kênh Nhật Ký Luật Sư thì có đăng tải một cái video clip dài khoảng 2 phút 43 giây với cái tiêu đề tạm ngưng từ ngày 1 tháng 4 thì uh, qua cái thông tin với cái tiêu đề như thế này thì quý vị khán giả yêu mến thiền am vô cùng lo lắng nhưng mà ở trong cái đoạn video này thì uh, quý vị cũng biết là luật sư trịnh vĩnh phúc đang viếng thăm tượng đài của uh, trần hưng đạo thưa vị đó thì uh, không có cái gì mới cả cũng không có đề cập gì đến cái vấn đề vụ việc liên quan uh, của thiền am nhưng mà trong những cái video trước thì bên phía luật sư cũng có nói là tất cả đang nằm ở trong gọi là sự kiểm soát của luật sư và luật sư sẽ cố gắng hết mình và những cái thông tin những cái tư liệu tài liệu mà có liên quan đến những ai mà vu khống hãm hại bịa đặt câu chuyện à, dẫn dắt dư luận à, để mà hạ bệ nói xấu thiền á thì hiện tại thì bên phía luật sư à, cũng đã thu thập hết à, từ những cái video clip của ông à, à, thích nhặt tiền nè đó rồi à, cái vụ án 50 người do ông Thắng, bà Mai cầm đầu tấn công xâm nhập dân cư bất hợp pháp gây mất cấp tài sản, gây thương tích cho thầy Lê Thành Nghị Nguyên thì luật sư cũng đã coi như là có đầy đủ bằng chứng chứng cứ hết thưa vị. Thì trong thời gian sắp tới đây, luật sư sẽ làm cái việc này để mà đòi lại công bằng lẽ phải cho Thiền Am và song song bên cạnh đó thì cũng có một cái tên gọi là luật sư Trần Quốc Vũ anh này cũng là một trong những anh chàng youtube mà thời gian vừa qua cũng đấu tố là triệt hạ thiền am rất là nhiều và anh này làm cho dư luận vô cùng bức xúc khi mà đem danh tính của cô à, bùi ngọc xuân đó thưa vị đó là cái tên mà thầy ông nội đặt cho còn ở nhà là tên bùi ngọc trâm đó rồi vu quan giá họa cho cô này là sinh nở đẻ như thế này thế nọ đủ các kiểu hết thì những cái gì mà anh này nói thì bên phía luật sư cũng đã có đơn kiến nghị gửi đến gọi là bên phía công quan cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Giáp, thành phố Hồ Chí Minh để mà thụ lý và điều tra cũng như là làm việc rõ ràng từng cái nội dung chi tiết mà thời gian vừa qua anh này đã đã nói thưa quý vị, đó cũng như là hạ nhục phụ nữ À, đặc biệt là đối với cô Bùi Ngọc Trâm. thưa quý vị. Đó. Thì uh, trở lại với cái nội dung trong ngày hôm nay trên kênh của luật sư uh, Bảo vệ Thiền Am ấy, thì có 2 phút 43 giây mà thôi. Thì khán giả cũng uh, hết sức là lo lắng. Có người nói là rất mong là luật sư hãy hết uh, mình tận tâm tận tụy đem cái đức cái tài của mình ra để mà cứu giúp thiền am, đặc biệt là đem ba thầy trở về đoàn tụ với thiền am. Khán giả luôn theo dõi cũng như là mong chờ tin tốt từ các vị, chân thành cảm ơn đoàn luật sư rất là nhiều. Rồi còn có người nói là chúng tôi luôn tin tưởng vào các vị luật sư sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, đi tìm công lý cho những người bị chèn ép. Chúc các luật sư luôn vững vàng mạnh khỏe yêu thương. Đó, nói chung là tất cả những cái bình luận ở trên cái video mới nhất của bên nhật ký luật sư đó thì cũng mong rằng là các vị luật sư là là đừng có bỏ cuộc trong cái vụ này thưa vị, bởi vì chúng ta thấy rất rõ ràng là Thiền Am bị bị quan tình đúng không ạ à? tất cả những gì mà đem đến cho thiền am là những người ở ngoài họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà hạ bệ thiền am triệt hạ thiền am muốn lội thiền am ra khỏi cái xã hội này thưa vì thật là đáng thương cho các bé cũng như là các thầy và đặc biệt điều quan tâm nữa là thầy ông nội gần đất xa trời rồi mà cũng không có được yên với những anh chàng youtuber này nữa thưa quý vị khán giả thì sự việc nó luật sư sẽ làm việc trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi tin tốt từ luật sư cho nên là việc khán giả đừng có quan mang à, hiện tại thì trong cái vụ việc này nó cũng đang nằm trong à, à, tầm kiểm soát của luật sư thưa quý vị đó đó là một cái thông tin mà hiếu muốn trấn an dư luận trong cái vụ việc mà của thiền am nha trước khi mà quay lại cái câu chuyện của bà nguyễn phương hằng đó thì hiếu xin uh, chia sẻ một cái bài bình luận của một vị khán giả tên là năm uh, lắng nguyễn nói như thế này cầu ơn trời phật cứu khổ cứu nạn cho thiền am vượt qua những sóng gió mà những con người vô nhân tính vô đạo đức để hại thiền am. Những kẻ giả danh giả nghĩa này sẽ sớm nhận quả báo mà thôi. Không sớm thì muộn, cũng như con hằng này vậy. Mu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Người tính không bằng trời tính đâu nhé. Hại người thì trời hại quả báo nhãn tiền. À, tôi cầu mong cho thiền am mạnh mẽ, vững niềm tin vào lực trời luôn bảo vệ nuôi dưỡng những đứa trẻ cũng như thầy ông nội các thầy được mạnh khỏe vượt qua những sóng gió cuộc đời mà tu hành chân chính không vướng không vương vấn phiền muộn gì mà hãy ngẩng cao đầu lên để nhìn phía trước có nhiều bông hoa đẹp nhất của cuộc đời hiện tại và tương lai. Đó là một cái bài bình luận cũng rất là hay của vị tác giả tên là năm lắng nguyễn qua đây thì hiếu cũng xin chân thành cảm ơn là anh chị năm Lấn nguyễn đã để lại bài, bài bình luận để cho hiếu chia sẻ cho quý vị khán giả yêu mến thiền am nghe rất là hay ạ à. dạ xin kính thưa quý vị khán giả đó là cái nội dung có liên quan đến Thiền A Minh bầu trụ thì cũng như thông tin mà bên phía luật sư cũng như là thầy Lê Thanh Nghị Nguyên cho chúng ta biết trong những cái video á. Thì giờ Nguyên cũng có nói là ngày 4 tháng 4 tới đây là hết cái ngày tạm giam. Nó hết hạn tạm giam thì ba thầy sẽ được tại ngoại. Còn sau đó cái vụ việc nó như thế nào thì chưa biết thưa vị, không biết là bên phía an ninh công an cảnh sát điều tra tỉnh Long An có giam ba thầy tiếp hay không thì hiếu cũng sẽ cố gắng theo dõi cũng như là cập nhật thông tin rõ ràng chính xác nhất mà truyền tải đến cho quý vị được biết trong những video à, mới à rất mong là quý vị khi xem video này tiện tay à, đăng ký kênh ủng hộ cho hiếu fan Vlog. đó đó là nội dung thông tin về thiền nam thì cũng có rất nhiều là quý vị khán giả là mong chờ là hiếu chia sẻ về cái câu chuyện của bà ceo à, nguyễn phương hằng thưa vị thì à, hiếu thì đa số là khán giả của hiếu là yêu mến thiền am cho nên là ủng hộ rất là nhiều À, nhưng mà đối với cái câu chuyện của bà Siêu Nguyễn Phương Hằng á thì à, hiện tại thì Hiếu cũng không có hứng thú à, gì cho lắm thưa vì thì chuyện gì đến thì nó cũng đã đến rồi như vị khán giả cũng đã biết rồi tất cả những cái bằng chứng chứng cớ rồi à, những cái buổi live stream bà lên bà chửi bới người này chửi bới người khác À, nhục mạ người này nhục mạ người khác vu khống bịa đặt cái câu chuyện á thì cũng đã được bên phía cơ quan chức năng họ thu thập cũng như là thụ lý trong cái vụ này rồi và hiện tại thì bà ấy bị bắt tạm giam 3 tháng để mà điều tra làm rõ à, từng cái sự việc cả hơn một năm nay rồi thưa vị đó và giải quyết luôn những cái lá đơn tố cáo bà ấy đó thì uh, trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ biết thôi Trong cái vụ này thì uh, bà ấy uh, gây ra cái nghiệp Thì bà ấy phải trả thôi thưa quý vị Đó là cái quy luật uh, Đúng không ạ? À? Thì uh, chúng ta cũng uh, không biết nói gì bây giờ Tất cả đều do cơ quan chức năng họ làm việc thưa quý vị Nhưng mà hiện tại Hiếu thấy thì những cái fan mà đi uh, ủng hộ bưng bô cho bà CEO này á uh, Những Youtuber á Từ trước đến giờ á lúc nào cũng là chị Hằng mãi đỉnh mãi đỉnh á, thì họ cũng đã gỡ hết những cái video clip mà ủng hộ bà CEO này xuống rồi thưa vị, đó chỉ còn một vài kênh là có những cái video clip mà thôi, nhưng mà tất cả thì hiếu thấy là họ giống như là uh, gắn mất đầu của thưa vị, bây giờ là nhốn nháo, có người thì tìm đường bỏ trốn, có người thì uh, lên là nịnh nọt bên phía cơ quan chức năng, nhưng mà lúc bà Hằng còn ở ngoài lớn tiếng á thì họ lại như thế nào thưa vị nó chửi bới người này chửi bới người kia nhà báo rồi thậm chí là xúc phạm đến bên phía chính quyền luôn thưa vị đó nhưng mà đùng cái thì à, à, bà Hằng bị bắt đó thì bắt đầu họ à, giống như là quay xe à, nói là bên phía cơ quan chức năng à, như thế này như thế nọ làm việc rất là tốt đủ các kiểu hết thưa vị đó thì chúng ta thấy ha họ có phải là hai mặt không thưa quý vị khán giả À, <laughs> lúc mà đương thời á thì chị hằng mãi đỉnh như thế này thế nọ khi mà bà hằng gặp nạn rồi khi mà nay nấy bỏ trốn thưa vị đó thì chúng ta thấy là những con người này à, không nên là, là là chơi với họ đúng không ạ tất cả hiện tại thì để cho cơ quan chức năng họ à, xử lý thưa vị và những cái kênh nào á mà ủng hộ bà CEO từ trước đến giờ á thì bên phía cơ quan chức năng họ cũng đã có hết tất cả những cái thông tin đó rồi cho nên là chúng ta dù có bơi móc hay là môi xới nấu như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng à, à, vô giá trị tại vì cơ quan chức năng họ làm việc trong cái vấn đề này đó thưa quý vị khán giả và thậm chí còn có người là muốn vào ở trong trại giam để mà thay cho chị Hằng ở tù nữa thưa vị thật sự một cái câu chuyện rất là buồn cười trong khi đó thì họ không có nhìn nhận lại cái gia đình của mình đó Ờ, cha mẹ anh chị em như thế nào đó tại sao chúng ta không sống tốt với họ mà đi là ủng hộ bưng bô bưng bít cho một cái bà CEO này đã phạm phải vào cái điều khoản 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước tổ chức cá nhân đó và xúc phạm luôn cả lãnh đạo thành phố hồ chí minh nữa thưa vị thì trong cái vụ việc này nó còn rất là nhiều cái ẩn khuất ở phía sau nhưng mà bên phía cơ quan chức năng họ sẽ làm sáng tỏ trong thời gian sắp tới mà thôi cho nên là quý vị khán giả hãy cứ an tâm thì hôm nay hiếu muốn chia sẻ một cái bài đăng ở trên một cái trang facebook của một cái tờ báo là Đài Á Châu Tự Do nói về cái vụ việc mà ông Võ Văn Thưởng thưa vị ông Võ Văn Thưởng là thường trực ban bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là tuyên bố là các cái vụ mà bắt giữ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng á và nhóm báo sạch là vì có sự thách thức là đường lối chủ trương của đảng đây là cái bài phát biểu của ông Thưởng À, tại hội nghị giữa ban nội chính trung ương cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các vụ án có yếu tố chính trị và củng cố sự lãnh đạo của đảng cộng sản tại cơ quan nhà nước và bộ công an hôm 31 tháng 3 ở hà nội thưa vị thì tại hội nghị này ông thưởng phát biểu như sau ông võ văn thưởng cho biết cần phải đẩy mạnh điều tra chi tố và xét xử các cái vụ việc tác động lớn đến dư luận xã hội liên quan đến nhiều người có sự thách thức đường lối chủ trương của đảng đó đây là vướng phải vào cái điều 331 của bà Nguyễn Phương Hằng đó thưa vị có sự thách thức nè rồi lôi kéo nhiều người đó chống phá như thế này thế nọ đối với tổ chức cá nhân vân 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 à, thì ông Thưởng cũng lấy cái ví vụ về các cái vụ việc thuộc dạng này ông Thưởng đề cập đến vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng nhóm báo sạch và suy và tuy không nêu tên nhưng qua việc nhắc tới vụ thao túng thị trường chứng khoán, có thể hiểu ông thưởng ông à, thưởng là thường trực ban bí thư đang ám chỉ vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC hôm 29 tháng 3 vừa qua. Đây là một cái vụ cũng chấn động nữa thưa quý vị. Nó không có thua gì cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng nha đó thì ông thượng nói là cái bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào hôm 24 tháng 3 dưới cái tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 31 của bộ luật hình sự năm 2015 thì đây cũng là một cái tội danh mà các thành viên của nhóm báo sạch một nhóm các báo chuyên viết bài chống tiêu cực bị truy tố và bỏ tù. Trước đó thì quý vị cũng biết là có ý kiến cho rằng bà Hằng bị bắt là vì đã đụng chạm tới ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, vì đã chỉ trích đích danh ông này trong một cái chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, đó là cái buổi livestream, nhưng mà thật sự thì đây là một cái cái vấn đề nhỏ thôi thưa quý vị, ở đằng sau nó mới ghê, nó còn là những cái vấn đề lớn. Thì ông uh, thưởng cũng đã nói rất là rõ những cái trường hợp như thế này là phải xử lý nghiêm minh thưa quý vị. thì xử lý như thế nào hiện tại thì bên phía cơ quan cảnh sát điều tra công an tp. HCM cũng đã thụ lý và cũng đã bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng trong 3 tháng để mà điều tra làm rõ sự việc tiếp theo ra sao thì chúng ta phải chờ đợi chứ hiếu không muốn là quý vị khán giả cầm đèn chạy trước ô tô thưa quý vị cái gì đến thì nó cũng đã đến luật nhân quả không trừa một ai thưa quý vị khán giả thì hiếu cũng vẫn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến cái bà này để gửi đến cho quý vị đó nhưng mà đặc biệt là hiếu quan trọng hơn là trong cái vụ án của thiền am hiếu rất mong là quý vị khán giả khi xem video này chúng ta hãy để lại một cái lời cầu nguyện gì đó cho ba thầy À, đúng vào ngày 4 tháng 4 này sẽ được tại ngoại quay trở về nhà đoàn tụ với gia đình và đặc biệt là đoàn tụ với các bé thưa vị. Hiện tại thì các bé đang rất là nhớ ba thầy và cũng cầu mong là các vị luật sư hãy tận tâm tận tình mà uh, giúp đỡ cho Thiền Am thoát qua cái cơn hoạn nạn này và đem những cái con người mà vu khống họ chà đạp họ từ bấy lâu nay. Đứng trước vành móng ngựa để cho pháp luật xử lý Video đến đây cũng đã dài Cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây Rất mong quý vị khán giả khi xem tiện tay đăng ký kênh Like cũng như là để lại bình luận ủng hộ cho Hiếu Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Một lần nữa cuối video Hiếu xin kính chúc Cho tất cả quý vị cùng với gia đình của mình Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe Thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị Vào trong những video tiếp theo ạ à.